tất cả quý vị thân mến, như vậy là chiếc xe hoa mang biển số Hạnh Phúc đã trở về với cổng hoa bên Tư Gia Nhà Trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Kết phần ở đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho Tư Gia Nhà Trai, xin được thay lời cho chú rể cô dâu, trân trọng kính gửi lời mời tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp, chú rể cô dâu, chúng ta đã trở về đây để cùng chung vui, cùng chúc mừng hạnh phúc tới chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào lúc 12:05 tại Tư Gia Nhà Trai. Ông Lê Kỳ, bà Nguyễn Thị Thúy, thôn Lâm Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Và cái phút này đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp, chú rể cô dâu, chúng ta hãy khẩn trương lần lượt tiếp cận với những chiếc bàn tiệc trà để cùng dành cho mình chỗ ngồi trang trọng nhất, chỗ ngồi thoải mái nhất để ổn định các buổi lễ thành hôn sẽ được diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Mến và khoảnh khắc ngày hôm nay đây thì chiếc xe hoa mang biển số Hạnh Phúc đã cập bến tình yêu với sự hiện diện của đông đảo tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp, chú rể cô dâu. Đó là một niềm vinh dự, một niềm hạnh phúc đối với nhà trai chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được long trọng kính mời tới tất cả quý vị quan khách đại diện cho hai bên gia đình, hai tỉnh tham gia, các vị đại biểu khách quý, bạn đồng nghiệp, toàn bè thân thiết gần xa của chú rể cô dâu. Chúng ta hãy khẩn trương lần lượt tiếp cận với những chiếc bàn tiệc trà trong buổi trưa nay thì cùng dự buổi lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền. Và buổi lễ ngày hôm nay với sự tác hợp của Tư Gia Nhà Trai, ông Lê Kỳ và Nguyễn Thị Thúy, với trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng nhà rạp kế hoạch trọn gói nhất sinh, hơn bao giờ hết đó là sự tác nghiệp của nhà quay phim nhiếp ảnh gia Bảo Sang Studio cơ sở 1 ngã tư Xuân Mỹ thị trấn Nghi Xuân là cơ sở 2. Và đến với đây thì các ekip đồng sự anh em ban nhạc chúng tôi đã trở về trí làm việc chuẩn bị cho buổi lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền trong buổi chiều nay. Và ngay phút này đây thì xin trọng kính mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta hãy khẩn trương lần lượt tiếp cận với chiếc bàn tiệc trà để chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên câu chuyện tâm sự tình yêu cùng với buổi lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền sẽ được diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Và hiện nay thì cánh cổng hoa bên gia đình họ nhà trai chúng tôi đã hé mở để được đón chào tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp, chú rể cô dâu. Chúng ta đã trở về đây để cùng chung vui, cùng chúc mừng hạnh phúc tới đại lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu cùng cô dâu Đình Hiền. Và ngay phút này đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp, chú rể và cô dâu. Chúng ta hãy cùng nhau lần lượt tiếp cận với chiếc bàn tiệc trà để cùng nhau nhâm nhi chén trà, cùng chúc phúc, cùng chúc mừng hạnh phúc tới chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Sự sắp xếp của bên gia đình họ nhà trai thì hai chiếc bàn chính giữa xin phép được dành riêng cho hai bên gia đình, hai tỉnh tham gia. Đại diện cho các bậc cao niên, chúng ta xin phép được dành riêng cho hai chiếc bàn chính giữa. Còn những chiếc bàn còn lại xin được xin phép dành riêng cho đại diện cho tất cả bên nội, bên ngoài, các bạn đồng nghiệp, chính quyền địa phương của chú rể cô dâu, bà con lối xóm, chúng ta đã trở về đây để cùng nhau chúc phúc cho ngày lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau lần lượt tiếp cận với những chiếc bàn tiệc trà, lựa chọn cho mình chỗ ngồi trang trọng nhất, chỗ ngồi thoải mái nhất để cùng nhau dự buổi lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền sẽ được diễn ra trong ít phút nữa tại Tư Gia Nhà Trai, chú rể Lê Hiếu, thôn Lâm Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Thân mến, trong mỗi chúng ta ai sinh ra và lớn lên
đều khát khao được khoác trên mình chiếc áo cưới cùng đi bên nhau, cùng nắm tay nhau. Với một tràng pháo tay của quý vị thân đồng nghiệp để chào đón chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền đến từ cổng hoa hôn nhà cưới trong buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy là cánh chập hồng đầu xuân đã được Tư Gia Nhà Trai gửi đến tất cả quý vị quan khách các bạn đồng nghiệp chú rể cô dâu. Và hiện nay thì họ đã trở về đây để cùng chung vui, cùng chúc phúc tới đại lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau lần lượt tiếp cận với chiếc bàn thực trà để cùng nhau nhâm nhi chén trà và cùng nhau chứng kiến bức tranh toàn cảnh, bức tranh đẹp nhất mà Lê Hiếu, Đình Hiền sẽ được diễn ra trong ít phút nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi đã và đang nhìn thấy những dãy bàn còn đang gần sát sân khấu tại đây. Rất nhiều vị trí đang còn rất nhiều chỗ trống để được dành riêng cho tất cả quý vị quan khách và các bạn đồng nghiệp chú rể cô dâu. Chính vì vậy chúng tôi xin phép được thay lời cho gia đình Hoa Nhà Trai trân trọng kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta hãy khẩn trương lựa chọn cho mình những chỗ ngồi trang trọng nhất, chỗ ngồi thoải mái nhất, ổn định cho buổi lễ sẽ được diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, như vậy là cánh thiệp hồng đầu xuân đã được bên gia đình Hoa Nhà Trai chúng tôi gửi gắm tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp chú rể cô dâu cùng với hai phái đoàn Tư Gia Nhà Trai, gia đình Hoa Nhà Gái đã trở về đây để cùng chung vui, cùng chúc phúc tới đại lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, chúng ta đang được sống trong khoảnh khắc của khúc giao mùa của một thời đang còn mùa xuân. Thì ngay phút này đây thì những cánh thiệp hồng đầu xuân đã được gửi gắm tất cả quý vị. Thì chú rể cô dâu ngày hôm nay đã nắm tay nhau trở về đài hoa vinh quang hạnh phúc của mình. Một lần nữa thì chúng tôi những người làm chương trình xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng nhà rạp cưới hỏi chọn gói nhất sinh, các ekip cộng sự anh em ban nhạc trong buổi trưa nay. Hơn bao giờ hết đó là sự tác nghiệp của nhà quay phim nhiếp ảnh gia Bảo Sang Studio, địa chỉ cơ sở 1 ngã tư Xuân Mỹ, cơ sở 2 thị trấn Nghi Xuân đã trở về đây để cùng tác nghiệp trong buổi trưa hôm nay. Các ekip cộng sự anh em ban nhạc chúng tôi xin được gửi tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp chú rể cô dâu lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, như vậy là khoảng cách từ quê hương Lâm Vượng, Xuân Lê, Hà Tĩnh đến Đò Chai, Đức Thịnh, Đức Thọ không phải là xa, mà khoảng cách từ Đức Thọ đến Nghi Xuân không phải là gần, nhưng khoảng cách đó đủ để cho chú rể tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn sóng gió của đời thường để cùng đến với nhau với một khát khao tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân và gia đình. Và ngay hôm nay đây tại Tư Gia Nhà Trai, chú rể Lê Hiếu, thôn Lâm Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, mảnh đất địa linh nhân kiệt sẽ được long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn dành riêng cho chú rể Lê Hiếu cùng cô dâu Đình Hiền với sự tác hợp của Tư Gia Nhà Trai, ông Lê Kỳ và bà Nguyễn Thúy, xóm Lâm Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, kết tình thông gia với Tư Gia Nhà Gái, ông Đinh Văn Trường, bà Nguyễn Thị Hường, thôn Đò Chai, xã Đức Thịnh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Và ngay phút này đây thì những làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp chú rể cô dâu chúng ta cùng ổn định vị trí của mình để cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chứng kiến với sự ra mắt của chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đình Hiền trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, được sự tác hợp của chính quyền địa phương, được sự tác hợp của hai bên gia đình, hai tỉnh thông gia, ngày hôm nay đây thì chúng tôi những làm chương trình xin được long trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Lê Hiếu, cô dâu Đình Hiền. Đình Hiền, Lê Hiếu được bắt đầu.
Kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến lễ ra mắt mà chú rể cô dâu đã và cùng nắm tay nhau trở về. Có một cái cúi đầu thật khẽ khẽ, thật là mạnh mẽ để được gửi lời cảm ơn, lời tri ân tới tất cả quý vị quan khách, các bạn đồng nghiệp chú rể cô dâu đã không quản ngại đường xa xa xôi, đã trở về đây để cùng chung vui, để cùng chúc phúc tới lễ hiếu và đinh hiền trong buổi trưa hôm nay. Có được ngày hạnh phúc ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến những công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ. Ngay phút này đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời lời phát biểu đầu tiên đến từ bên tư gia gia đình họ nhà gái, đến từ quê hương xóm Đò Chai, Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho tư gia nhà gái bước chân lên sân khấu để có đôi lời phát biểu giao dâu. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý cùng thân nhân hai họ, kính thưa toàn thể hôn trường, trong quá trình học tập và công tác, hai tình yêu đã đến với hai cháu được sự nhất trí của cha mẹ, gia đình hai bên và bà con thân thích đã cho hai cháu xây dựng gia đình. Hôm nay hai bên sẽ tổ chức làm lễ thành hôn. Tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn quý vị khách quý cùng thân nhân ái họ, các bạn bè gần xa đã bớt chút thì giờ vàng ngọc đến dự lễ thành hôn với hai cháu. Và đặc biệt là xin cảm ơn nhà đạo diễn là Văn Nghệ đi chụp ảnh hết sức là tận tình và là đầy đủ theo tục lệ. Tôi xin cảm ơn. Và sau đây thì tôi có mấy lời thơ mà truyền tải bằng dân ca nghệ tình, thì 4 câu thơ và 2 câu hò. Bây giờ xin thanh niên 6 câu hò thì có hưởng ứng dối cho 1 tỷ. Và tôi xin tiếp tục đọc ạ. Kính thưa quý vị khách quý cùng thân nhân hai họ, kính thưa toàn thể hôn trường, việc hai cháu yêu thương nay thành công kết quả, trên chính quyền của xã đã chấp thuận rõ ràng, nay tổ chức liên hoan để hai bên gặp gỡ, hai họ mình gặp gỡ. Nhờ có trung có hiếu được rễ thảo dấu hiền, chung cuộc sống bách niên, sinh hai con nam nữ trong gia đình đoàn tụ, nội ngoại được thuần hoa, sướng gấp 7 gấp 3, sướng gấp 100 tột thua trước, mà sướng gấp 1000 thua ở trước. Đôi tân hôn phải nguyện nước, còn việc nước cái việc nhà, dù bão táp mưa xa cũng quyết tâm vượt khỏi, dù no hay dù đói, dù nghèo khỏi có nhau, giữ tình nghĩa trước sau, giữ 8 năm tròn vẹn mà quyết một lòng tròn vẹn. Đôi tân hôn hứa hẹn thực hiện luật hôn nhân, tất cả chúng ta thực hiện, mọi người đều thực hiện. Ấy giờ 2 câu hò nha, ở bên đây nghiến nha, vô cho tí nha, ở đây vô cho tí cho vui. Chúc hai cậu 8 năm hạnh phúc và giữ gìn đạo đức hiệu trung, việc nhà việc nước lo chung, mà ông khuyên hai cậu cùng nhau làm tròn là vô là vô. Hôm nay ngày tốt thắng lành mà đẹp duyên đẹp phần trở thành phú thế, việc hạnh phúc vòng khuê mà 100 năm giữ tròn lời thề thủy chung đấy. Vậy con xin kính chúc quý vị khách quý cùng toàn thể hôn trường, các bạn bè gần xa lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và kính trọng nhất. Xin hết ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, như nhà cha nhà gái đã phát biểu rằng thì ông Tư bà Nguyệt đã cắt tóc xe duyên, thì ngày hôm nay đây thì chú rể cô dâu đã cập bến tình yêu. Và có lẽ một lần nữa chúng tôi cũng như làm chương trình xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho bên gia đình họ nhà trai cùng nhau bước chân lên sân khấu để có cái nắm tay thật chặt và có lời cảm ơn tới gia đình họ nhà gái trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý cụ, quý mẹ, ân nhân hai họ và toàn thể hôn trường,
Hôm nay là một ngày vui của hai cháu, cũng là ngày hai gia đình trông mong chờ đợi, cũng là ngày hai cháu hò hẹn với nhau. Tuy xa cách từ Nghi Xuân về Đức Thọ, những mối tình trong trắng và đẹp đẽ nhất đến hôm nay hai cháu đã thành vợ thành chồng. Nay được sự nhất trí của hai chính quyền hai địa phương cho phép, Nghi Xuân Liên và Đức Thịnh. Nay tôi xin gửi tới và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc sinh sôi nảy nở. Cũng là năm Kỷ Hợi đầu xuân năm mới, tôi xin gửi tới ban tổ chức, các vị khách quý, anh nhân ai họ và ban nhạc công, toàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và quý trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu đầy đủ, xúc tích, ngắn gọn. Hai bên gia đình, hai tình thông gia bằng một cái nắm tay thật chặt để kết nghĩa tình thông gia bắt đầu từ đây. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, phải nói một cách khác rằng là đây có lẽ là hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao đại diện cho hai bên gia đình, hai tình thông gia đã trở về đây để cùng có những phát biểu lời tri ân tới tất cả quý vị và lời phát biểu dặn dò tới hai con. Chúng tôi những người làm chương trình sẽ được kính chúc cho hai bên gia đình, hai tình thông gia của chúng ta luôn thắm mái tình bền lâu. Kính chúc cho chú rể cô dâu sống sao cho tốt người đẹp đạo, mãi sánh là gia huyền quanh năm vui lòng mẹ, rể thảo bốn mùa đẹp ý cha. Ngay phút này đây thì trân trọng kính mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta hãy cùng tay trong tay, cùng nắm tay nhau từ từ đứng lên để cùng thực hiện nghi lễ đầu tiên, cùng trao cho nhau chiếc kỷ vật linh thiêng để được đánh dấu mốc son trong cuộc đời này. Một lần nữa xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Quý vị, chúng ta đang được chứng kiến nghi lễ đầu tiên mà chú rể Lê Hiếu cùng cô dâu Đình Hiền đã được trao cho nhau chiếc nhẫn cưới được khắc tên Lê Hiếu và Đình Hiền. Và từ phút này đến phút này đây thì chú rể cô dâu sẽ cùng nắm tay nhau mãi mãi song bên nhau đến suốt cuộc đời này. Kính chúc cho chú rể cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và nghi lễ tiếp theo thì trân trọng kính mời chú rể cô dâu chúng ta sẽ cùng tiến sang bên trái một bước để cùng nắm tay nhau, cùng cắt bánh phu thê, rồi cùng chia ngọt sẻ bùi. Một lần nữa trân trọng kính mời chú rể cô dâu chúng ta tiếp tục thực hiện nghi lễ của mình ạ. Xin chào tất cả quý vị thân mến, chiếc bánh phu thê tượng trưng cho sự mặn ngọt, chua chát, đắng cay ngọt bùi mà họ đã phải trải qua suốt quãng đời còn lại và suốt quãng thời gian qua. Để ngay phút này đây thì họ đã cùng nắm tay nhau, cùng chèo lái con thuyền đi đến bến bờ góc bờ hạnh phúc của mình. Và ngay phút này đây thì chú rể cô dâu đã đồng nhau cắt bánh phu thê. Một lần nữa xin quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chúc mừng hạnh phúc tới chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đinh Hiền. Vừa rồi quý vị chúng ta đã chứng kiến nghi lễ trao cho nhau chiếc kỷ vật linh thiêng, chiếc nhẫn cưới để được đánh dấu mốc son, và nghi lễ thứ hai cùng nhau tay trong tay cùng cắt bánh phu thê. Và một nghi lễ nữa mà chúng tôi mong muốn quý vị được chứng kiến ở đây, đó là chú rể cô dâu sẽ cùng bật nắp champagne để khai vị tình yêu. Nữa trân trọng kính mời chú rể cô dâu. Và chúng tôi xin được nhắc nhẹ với quý vị rằng ngày hôm nay đây thì ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, thì chú rể Lê Hiếu xin được dành tặng cho người vợ thân yêu của mình một bó hoa tươi thắm, 199 bông hồng, và đã được kết thúc từ một tháng qua. Và ngày phút này đây thì chú rể cô dâu sẽ được dành tặng các nhau. Xin chúc mừng hạnh phúc từ chú rể cô dâu ạ. Đôi tân lang, tân gia nhân tuyệt vời. Đúng 99 đóa hoa hồng mà chú rể đã được một tháng vừa qua để được dành tặng cho người vợ thân yêu của mình. Và ngày phút này đây thì mời chú rể, xin mời cô dâu sẽ cùng nắm tay nhau để cùng thực hiện nghi lễ khai vị tình yêu, để cùng rót rượu champagne. Chân trọng kính mời chú rể cô dâu ạ. Tất cả quý vị thân mến, chúng ta đang được chứng kiến nghi lễ rót rượu sa môi mà chú rể Lê Hiếu cùng với gia đình Hiền được dành tặng với nhau. Thưa quý vị, chúng ta đang nhìn thấy tháp champagne gồm có 5 tầng, tượng trưng cho tình anh trong trắng. Rượu hồng nào em thắt chặt tình anh, rượu tình chung tay đôi ta rót, tràn ly tuân trào suối tình yêu, uống cạn men tình say đắm đuối, kết tình phu thê mãi trăm năm.
Và ngay phút này đây thì quý vị chúng ta không thể không nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng nhau chúc phúc tới ngày lễ tốt đẹp nhất mà chú rể cô dâu được dành tặng cho nhau, với kết hợp ngày Valentine, ngày lễ tình nhân cùng với ngày lễ thành hôn. Rượu champagne là biểu tượng cái sự chiến thắng, với rượu màu hồng thì tượng trưng cho hai mặt dấu đào. Hai giọt máu đào sẽ cùng hòa quyện vào nhau, sẽ cùng chung nhau một nhịp đập với hai trái tim. Và ngay phút này đây thì họ đã và đang cùng tay trong tay để cùng rót ra những ly rượu nồng thắm nhất, để cùng nhau nhâm nhi, để cùng đan chéo tay nhau cùng thực hiện nghi lễ uống rượu ra môi để kết tình nghĩa trăm năm phù thủy từ bắt đầu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn với sự chứng kiến đông đảo của tất cả quý vị quan khách đã cùng chứng kiến với ngày lễ thành hôn của chú rể cô dâu. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Và ngay phút này đây thì xin mời chú rể cô dâu chúng ta sẽ trở lại trung tâm vái bàn danh dự của mình. Và ngay phút này đây thì xin mời chú rể cô dâu chúng ta cùng đan chéo tay nhau để cùng uống rượu ra môi với một nghi lễ quan trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, ngay phút này đây thì họ đã và đang cùng tay trong tay để cùng nhấp nhấn rượu ra môi, để cùng nắm tay nhau chèo lái con thuyền đi đến bến bờ ước mơ hạnh phúc của mình. Một lần nữa xin mời chú rể cô dâu chúng ta sẽ cùng an toàn chấp bàn danh dự của mình trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, và ngay phút này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu để cùng lắng nghe với một món quà âm nhạc cũng thay cho những lời mời, lời chào, lời tri ân tất cả quý vị đến từ trung tâm ban nhạc của tổ chức sự kiện nhất sinh ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu cùng lắng nghe làm quen với giọng ca của nam ca sĩ Trung Đức. Để ngày vui hôm nay xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc thì một ca khúc của Khánh Phương, ca khúc được mang tên Bỗng Dưng Yêu Em. Xin mời quý vị các bạn đón nghe. Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình thêm ấm áp.
cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy. Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim một ca khúc thứ hai của Quách Thành Danh. Xin mời quý vị các bạn nghe một ca khúc được mang tên Tôi Là Tôi Hai, và Trung Đức sẽ trình bày cho tặng cho tất cả quý vị ở hội trường ở đây. Dù sao tôi vẫn là tôi và tôi vẫn là tôi, dù lòng này đần côi, dù thổ thức giăng lối, dù cuộc tình phủ đầy bóng tối, thì tôi vẫn là tôi và thôi. Sớm chia vui còn bỏ thật nhiều đường, mà cà phê vẫn tay chân đắng. Khi nhìn quanh bóng ai biết ta đắng đầu môi đang vào trong tim. Từng ngày cuộc tình bị tan vỡ giữa những sóng gió, em giờ đây theo ai phải xa, buồn vui bao tháng năm im đêm. Bỏ lại một đời, ngày mà đêm vẫn tê vẫn nhớ, mưa buồn rơi trong con tim vô, biết về đâu đôi chân bơ vơ. Bước đi chia đôi tình ngà, ngày hôm qua trôi xa thật xa, hình bóng ấy vẫn chưa nhạt nhòa. Cà phê vẫn gì ta mà thôi, ngồi đêm mơ trong đêm dần trôi. Dù hôm nay đi trong lẻ loi, dù cay đắng vẫn nói một lời, tôi là tôi. Cà phê đắng sâu trong lòng ta, người bước đi chia đôi tình ngà, ngày hôm qua trôi xa thật xa, hình bóng ấy vẫn chưa nhạt nhòa. Cà phê vẫn gì ta mà thôi, ngồi đêm mơ trong đêm dần trôi. Dù hôm nay đi trong lẻ loi, dù cay đắng vẫn nói một lời, tôi là tôi. Tôi là tôi. Xin lỗi. Xin được chân thành cảm ơn hai ca khúc vừa rồi rất sôi động của nam ca sĩ Trung Đức dành tặng quý vị trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, được biết là Trung Đức là một chàng ca sĩ, anh đã đi biểu diễn từ sông Bé đến tận An Giang, một nơi ân bái tuyên quang Cao Bằng. Chàng ca sĩ này không những hát hay, đàn giỏi lại có bằng đẹp trai. Xin thưa rằng anh cũng đã chỉ yêu ai, nếu mà cô nào chưa có người yêu thì chiều nay sẽ xin số điện thoại nhá.
Và ngay phút này đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những phần quà mà gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái chết đây dành tặng cho chú rể cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay. Ngay phút này đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu chúng ta hãy từ từ đứng lên để cùng nhau đón nhận tình cảm đến từ tư gia nhà trai. Món quà của bố mẹ thân sinh ra chú rể Lê Hiếu bước chân sân khấu dành tặng hai con của mình trong buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và tiếp theo món quà của bố mẹ thân sinh ra chú rể thì chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị gia đình họ nhà trai, những ai có món quà dành tặng cho chú rể cô dâu chúng ta hãy chuẩn bị để chuẩn bị lên sân khấu để dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Đây là món quà kỷ vật mà người mẹ, người thân mẫu thân sinh ra chú rể Lê Hiếu dành tặng cho hai con của mình trong buổi lễ ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà của bà nội chú rể, món quà của em trai chú rể, món quà của O Dượng, Hạnh, Oanh, món quà của chú Mự, Khanh, Ngự, món quà của em Thủy Trang, món quà của dì Dượng, Chí, Hương, món quà của dì Dượng, Mạnh, Thảo, món quà của dì Dượng, Sĩ Thức, món quà của dì Dượng, Đặng Tám, món quà của dì Dượng Đán Thu, món quà của em Thu Hiền, món quà của em Thu Trang, món quà của em Thanh Thanh và hội bạn thân của chú rể trong hội V6. Một lần nữa cho tôi những người làm chương trình xin trân trọng kính mời những ai đã có tiền trong danh sách được dành tặng những món quà cho chú rể cô dâu hãy khẩn trương lần lượt tiếp cận với sân khấu để trao tặng những món quà kỷ vật cho chú rể cô dâu trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời những món quà gia đình họ nhà trai, bố mẹ chú rể, bà nội chú rể, em trai chú rể, O Dượng, Hạnh Oanh, chú Mự, Khanh Ngự, em Thủy Trang, dì Dượng, Chí Hương, dì Dượng, Mạnh Thảo, dì Dượng, Sĩ Thức, dì Dượng, Đặng Tám, dì Dượng, Đán Thu, em Thu Hiền, em Thu Trang, em Thanh Thanh và hội bạn thân của chú rể hội V6. Một lần nữa xin mời những món quà của quý vị chúng ta hãy khẩn trương liền lần tiếp cận sân khấu để trao tặng cho chú rể cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị thân mến, được biết rằng chú rể Lê Hiếu đã đi từ Bắc vào Nam có hàng ngàn cô gái theo đuổi chân anh đã không đồng ý. Thậm chí anh sang tận bên Mỹ, Tổng thống Barack Obama cũng muốn gả con gái đầu lòng cho anh nhưng đã không thể. Cuối cùng anh đã trở về quê hương Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh để người thấy sức tư thương của đời này. Đó chính là cô dâu Đinh Hiền. Một lần nữa xin được kính chúc cho chú rể cô dâu trăm năm hạnh phúc. Giờ phút này đây thì chúng ta đang được chứng kiến lễ trao quà của bên gia đình họ nhà trai dành tặng cho chú rể cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay với những phần quà rất ý nghĩa để được kính chúc cho chú rể cô dâu được trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những món quà kỷ vật mà gia đình họ nhà trai chúng tôi đã được dành tặng cho chú rể cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời tất cả những món quà mà gia đình họ nhà trai đã chúng tôi đã được giới thiệu tới danh sách. Tất cả quý vị, những ai đã có tiền trên danh sách trao quà cho chú rể cô dâu, chúng ta cùng nhau mạnh dạn tiếp cận với sân khấu để trao những món quà kỷ vật cho chú rể cô dâu một cách nhanh chóng. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, nhà trai hăng hái, bên gái cũng không kém gì đâu. Vừa rồi quý vị chúng ta đã được chứng kiến những phần quà mà bên gia đình họ trai được chúc phúc từ chú rể cô dâu. Ngay phút này đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời phần quà đến từ bên gia đình họ nhà gái. Món quà đầu tiên, món quà của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Đinh Hiền.
Một lần nữa xin mời trân trọng kính mời món quà bố mẹ được dành tặng hai con của mình trong buổi lễ ngày hôm nay. Món quà tiếp theo xin trân trọng kính mời món quà của anh chị Thành Xuân. Món quà của anh chị Thanh Anh. Và cái phần này đây thì chúng ta đã và đang được chứng kiến lễ trao quà mà gia đình họ nhà gái sẽ được dành tặng cho chú rể cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay, để được kính chúc cho chú rể cô dâu trong năm được hạnh phúc. Một lần nữa xin được thay lời cho chú rể cô dâu xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới hai bên gia đình, hai tiền thông gia với những món quà rất ý nghĩa vừa rồi được dành tặng cho chú rể cô dâu, được ví như những viên gạch hồng để cho cô dâu và chú rể xây đắp hạnh phúc bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho chú rể cô dâu trong năm được hạnh phúc. Cảm ơn những món quà kỳ vật của tất cả quý vị rất nhiều. Thưa tất cả quý vị thân mến, vừa rồi quý vị chúng ta đã được chứng kiến lễ trao quà mà gia đình họ cha, gia đình họ gái nhà tặng cho chú rể cô dâu. Thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta, trong những ngày lao động mệt nhọc, chúng ta không thể thiếu được những món ăn tinh thần, đó là những ca khúc, những lời ca tiếng hát của quý vị dành tặng cho nhau, dành tặng tới buổi đại lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đinh Hiền. Ngay phút này đây xin mời quý vị chúng ta đến với phần 2 của chương trình giao lưu âm nhạc nối nhịp cầu duyên. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thường nói rằng uống một chén trà cho ấm lòng chú rể, ăn một miếng trầu cho đỏ má cô dâu, trong ngày cưới thêm hình cánh phượng, với câu vàng ta càng ngậm càng say, mọi người gửi lòng trao tay, dù cha năm ấy vẫn say như câu với trầu. Mà để cho ngày cưới vui dài, mọi người cũng góp một vài lời ca. Cuộc sống mà không có lời ca thì khắc chi thảo mộc sống xa với mặt trời. Ngay phút này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mời trà, mời nước, ăn kẹo hút thuốc để cùng trở lại sân khấu, cùng lắng nghe làm quen với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Thanh. Để mừng hạnh phúc của hai bạn hôm nay, cho phép Lê Thanh kể tới hai bạn vào hôn trường được con tên. Mời rượu. Đến đây đông thật là đông, cho bên nam thì mất lòng bên người, mà cho quân tự thì sơ xa thuyền quyền, chứ muốn cho đường cờ đôi bên thôi thì cho em trao chung một nơi. Kẹo trao riêng duyên bạn ơi, họ ai có trông thì nói trông đừng sợ, mà ai có vợ nói vỡ đừng ghen, chưa đến đây họ hát cho quen, dạng này ai về nhà này hát dậy ngón đen. We'll be right back.
Được chân thành cảm ơn nữ ca sĩ Phương Thanh đã gửi tặng quý vị làn điệu dân ca Mời Rượu để kính chúc quý vị trong buổi chiều hôm nay. Ngay phút này đây thì liên tục chương trình giao lưu văn nghệ chúc phúc từ chú rể cô dâu. Xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại sân khấu cùng lắng nghe, làm quen với giọng ca đến từ bên gia đình họ nhà gái, giọng ca của em Quỳnh Trang. Một lần nữa xin mời Quỳnh Trang trở về sân khấu thực hiện ca khúc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin lỗi là người ta phải đến lại. Cái đầu tiên này.
Nhân ngày vui của hai anh chị thì em gửi tặng hai anh chị với hôn trường một ca khúc, đấy là ca khúc Về Tình Người Ơi. Em chúc hai anh chị trong năm hạnh phúc. Thank you.
chân thành cảm ơn giọng ca của Quỳnh Trang. Phải nói một cách khác nhìn giống như ngọc nữ bolero phải không quý vị? Kính thưa tất cả quý vị thân mến, sông kia thì bên lửa bên bồi, mà người thì đứng hát thì người ngồi pháo tay. Mong quý vị chúng ta dành tặng cho Quỳnh Trang một tràng pháo tay nữa được không quý vị ạ? Kính chúc cho em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Ngay phút này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với giọng ca và làm quen với cậu Quốc Đán sẽ có ca khúc của mình để dành tặng quý vị trong buổi chiều hôm nay. Kính chúc tới hai cháu trong buổi lễ thành hôn. Trân trọng kính mời giọng ca của cậu Quốc Đán. Hôm nay là ngày của hai cháu. Lời đầu tiên thì kính chúc cả cụ cao niên của hai bên gia đình, hai họ cũng như toàn thể quý vị khách quý, tất cả hôn trường đầu xuân năm mới một lời chúc sức khỏe, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn. Thì đến hôm nay thì ngày vui của hai cháu thì xin gửi tới hôn trường ca khúc Nhiều Cây Minh Sự Nghị. Hả tiếng ấy nhưng mà quý vị cháu mới tăng một tay để chúc mừng không? Tiếng quê tân đầy lòng gia diễn, rằng thương ai đi xa lâu lắm chưa về. Một câu thương, một câu nhớ, càng thiết tha hương vị dặm quê mình. Lời em hát như dòng nghề đưa nối, mặn mà thân thương mùa tê răng rứa. Hẹn dần rồi thương nỗi nhớ đầy vơi, nhớ quê mình Sự Nghị. Đang bên sông thuyền anh xuôi bồng bềnh, chia tay lòng khắc khoải nhớ Lam Giang mình ơi. Em mang lời hẹn thề sang tận chốn nơi xa, lời hẹn ước vẫn còn dáng dư anh nọ. Nỗi niềm em tan trừ gửi vào theo câu hát, rằng anh ở nơi mô về cùng em hết giận, rằng anh ở nơi bố về cùng em rồi thương. Quý vị cho bạn trong một tay nữa nhá, đầu tiên chúng ta đây. Tân đầy lòng giá diện, rằng thương ai đi xa lâu lắm chưa về. Một câu thương, một câu nhớ, càng thiên tha hương vị dặm quê mình. Như dòng nghề đưa nối, mặn mà thân thương mô tên răng rứa. Hết dần rồi thương nỗi nhớ đầy vơi, nhớ quê mình Sự Nghị. Em thả trăng bên sông
duyên anh suối bồng bềnh, chia tay lòng khắc khoải nhớ Lam Giang mì nhớ. Em mang lời hẹn thề sang tận chốn tới xa, lời hẹn ước vẫn còn rằng giữ anh nọ. Nỗi niềm em tan trừ gửi vào theo câu hát rằng anh ở nơi mô về cùng em hết giận, rằng anh ở nơi mô về cùng em rồi thương nhớ quê mình xứ nghề. Em thả trăng bên sông thuyền anh suối bồng bềnh, chia tay lòng khắc khoải nhớ Lam Giang mì nhớ. Em mang lời hẹn thề sang tận chốn tới xa, lời hẹn ước vẫn còn rằng dù anh lo đôi niềm em tan trừ gửi vào theo câu hát rằng anh ở nơi mô về cùng em hết giận, rằng anh ở nơi mô. Về cùng em rồi thương. Xin cảm ơn dòng ca của cậu Quốc Đán đã dành tặng tới tất cả quý vị, dành tặng tới hai cháu trong buổi lễ ngày hôm nay. Tất cả quý vị thân mến, ngày phút này đây thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục trở lại với sân khấu để đến với dòng ca, những giọng ca đến từ bên gia đình họ nhà gái trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ trở lại sân khấu để cùng lắng nghe làm quen giọng ca của dì Thanh Loan. Sẽ có ca khúc của mình dành tặng tới hai cháu trong buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời dì. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, đúng là trai nghi xuân thì vững vàng ý chí, mà gái đức thọ trung hậu đảm đang. Tất nhiên ngày hôm nay đây thì chúng ta được lắng nghe rất là nhiều những ca khúc đến từ quê hương Đức Thọ, với những ca khúc không những hay mà là còn nhiều người còn rất là đẹp nữa quý vị. Xin chào vỗ tay của quý vị chào đón dì Thanh Loan được không ạ? Thì rất nhiều. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Chị xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và xin gửi tới hai cháu và toàn thể huấn trường bài hát Điều Ví Dặm Là Em. Thank you.
Vừa rồi quý vị chúng ta đã được lắng nghe với một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Nam, ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em của chị Thanh Loan gửi tặng quý vị. Ngay phút này đây thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục mời trà ăn kẹo hút thuốc để trở lại sân khấu, tiếp tục lắng nghe làm quen với giọng ca của em gái Mai Anh đến từ bên gia đình Hòa Nhà Gái trong buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Mai Anh. Dàn ca sĩ đấy, hôm nay giống như là đấu trường bolero ạ. Vâng ạ, và nhân ngày vui của hai anh chị thì em xin chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc ạ. Và sau đây thì em xin gửi tới anh chị cùng với các toàn thể hôn trường một ca khúc mang tên là Dành Cho Em. Mời cả nhà cùng lắng nghe ạ. Mời chào tất cả quý vị dành tặng cho Mai Anh và quý vị ạ.
cảm ơn rất nhiều với ca khúc rất nổi tiếng của dành cho em. Ngay phút này đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp song ca, phải nói một cách khác đó là cặp đôi hoàn hảo vừa rồi được quán quân Doremi. Xin mời quý vị chúng ta đến với cặp song ca Hoài Thương Phương Linh đến từ bên gia đình họ nhà gái trong buổi chiều hôm nay. Trân trọng kính mời. Được biết là cặp đôi Hoài Thương Phương Linh thì vừa rồi đạt giải quán quân Doremi. Ngay phút này đây xin mời hai em trở về sân khấu để có những ca khúc của mình giới tặng tất cả quý vị trong buổi chiều hôm nay ạ. Thank you.
Chào tất cả quý vị thân mến. Cuộc vui nào thì cũng có hồi kết thúc, gặp nhau rồi đôi lúc cũng phải chia tay. Hôm nay rất là tuyệt vời bởi vì những live show chương trình toàn những ca khúc bên nhà gái. Và trên tay tôi đây thì còn rất nhiều những danh sách mà nhà gái đăng ký. Và chính vì vậy giờ phút này đây thì chương trình buổi lễ thành hôn cũng như ca khúc của Hoài Thương và Phương Linh cũng đã khép lại chương trình giao lưu nhạc đối nhiều cầu duyên. Chúc phúc tới chú rể Lê Hiếu và Đình Hiền trong buổi chiều hôm nay. Lần đầu tiên chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng nhà rạp Nhất Sinh. Chân thành cảm ơn tới nhà quay phim nhấp ảnh gia Bảo Sang Studio ngã tư Xuân Mỹ cơ sở 2 thị trấn Nghi Xuân. Các ekip cộng sự anh em ban nhạc đến từ hội làm nghệ thuật trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn tới gia đình họ trai, gia đình họ gái, bạn bè đồng nghiệp của chú rể cô dâu đã không quản ngại để xa xôi đã trở về đây để cùng chung vui, cùng chúc phúc tới đại lễ thành hôn chú rể Lê Hiếu và cô dâu Đinh Hiền. Nếu có điều gì sai sót, mong tất cả quý vị chúng ta bỏ qua. Một lần nữa chúng tôi xin được kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Thank you. Và ngay phút này đây thì theo như gia đình họ nhà trai chúng tôi thì trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nán lại một ít phút để cùng dự bữa cơm thân mật, để cùng chung vui với gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được theo lời nhà trai xin được thông báo với quý vị, nhà trai chúng tôi đã được chuẩn bị những mâm tiệc để được tiếp đãi tất cả quý vị. Mong các quý vị ở đây dành lại ít phút để cùng chung vui, cùng dùng bữa cơm thân mật cùng với nhà trai chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.